Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đồng hồ đại bang hoạt động vẫn cũ đến từ thương hiệu nổi tiếng là Jagger Legacy. Và đây là hai chiếc đồng hồ Atwood caliber 5288, sổ cho mình phần mặt số tròn. Cả hai chiếc đồng hồ đều có kích thước tổng thể với chiều cao là 23,2 cm, bề ngang là 20,5 cm, bề dày là 17,5 cm. Về máy móc thì cả hai chiếc đồng hồ này đều sở hữu cho mình bộ máy chính hãng Jagger Legacy, hoạt động bằng cơ cấu nhiệt độ thay đổi trong không khí. Rất đặc biệt các bác. Và trên cả hai bộ máy này đều sở hữu cho mình là đến 15 viên ruby. Đây những viên ruby được đặt ở chân kính chống mài mòn cho cả hai chiếc đồng hồ. Và cả hai chiếc đồng hồ đại bang đến từ thương hiệu Jagger Legacy thuộc dòng Atmos caliber 5288 đều có mức giá là 24 triệu. Bây giờ thì em sẽ vào mẫu đầu tiên. Đây các bác, ở mẫu đầu tiên này thì phần ngoại thất rất là đẹp. Còn rất là đẹp, sang trọng, mật độ mở vàng còn rất là đẹp. Này, này các bác, góc cạnh đẹp các bác, mặt số tròn, số cho mình là 4 chữ số học tròn, những chữ số được mã vàng, này, những chữ số nổi, những chữ số còn lại, này được tạo hình những hình thôi. Chặt góc này rất là đẹp, bộ máy của chiếc đồng hồ các bác Jagger Legacy. Và ngay ở phía chỗ nhỏ này thì dòng chữ 528 như các bác, ngay phía dưới số 6 này sẽ có dòng chữ là Swissmax, mà ở đây là được trang bị là có ống nước, cái nút để bác điều chỉnh cân bằng cho chiếc đồng hồ. Bình khí, máy móc, mạ vàng, sang trọng. Bây giờ em xin đến mẫu thứ hai. Và mẫu này là đẹp, và phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này được tạo điểm nhấn bằng một cái bảng kim loại đồng, đồng chữ là Jagger Legacy Atmos 5288. Khá là đẹp các bác, phần ngoại thất cả hai chiếc đồng hồ luôn các bác. Là bộ máy chính hãng Jagger Legacy. Và phía dưới sau này sẽ có dòng chữ là Swift. Cả hai chiếc đồng hồ này thì đều sở hữu cho mình là phần ngoại thất đẹp. Bộ máy cả hai chiếc đồng hồ này sẽ có đôi nét tương đồng các bác, cũng sẽ khác là một vài chữ được khắc lên trên bộ máy này, sẽ khác đôi chút các bác. Và em xin nhắc lại giá của cả hai chiếc đồng hồ này đều được đồng giá với nhau là 24 triệu. Với mức giá này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 1 năm về móc tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm mà muốn sổ ngay một trong hai chiếc đồng hồ Atmos
năm 2088 này thì hãy liên hệ ngay với lên số hotline 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc các bác ở đây thì chỉ các em ở số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các nhấn nút like.